tới đây với cương vị là một stylist fashion designer để giúp các bạn hoàn thành trọn vẹn cái buổi shooting ngày hôm nay và sẽ có những tấm hình đẹp nhất có thể. OMW, I'm always to you, good at what I do, I'm OMW, OMW. Đây là lần đầu tiên Bảo đến một cái studio mà có một cái hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp như vậy. Bảo thấy rất là thích và mong muốn là sắp tới mình sẽ được tham gia nhiều hơn các hoạt động như thế. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. Khi mà chụp thẳng như vậy á, là không nên để cái mic mà chiếu diện mặt mình, nó sẽ che mất cái mặt của mình. Em khá là nhát cũng như là không tự tin về bản thân mình trước ống kính và lúc mà mình chụp hình á. Tại vì có nhiều thời điểm thì body cũng như là ngoại hình của mình nó không có được tốt, nhưng là mình cũng ngại nữa. Em cũng mong muốn là sau này thì mình sẽ có nhiều shoot hình đẹp hơn để mà có thể phục vụ cho công việc cũng như là cá nhân, cuộc sống cá nhân của mình. Ngày hôm nay em tới đây em cảm thấy rất là vui khi mà Adam đã tổ chức cho tụi em được buổi chụp hình như vậy. Em tham gia để mình biết thêm được nhiều hơn về chụp ảnh và có được thêm bộ ảnh đẹp. Dạ thì lúc đầu em cũng có suy nghĩ mình chỉ học thanh nhạc thôi, nhưng mà có một bộ ảnh trong cái đồ file của mình thì cũng rất là ok. Bình thường cười tươi của em là sao? Đừng có chè chè như vậy. Cười bình thường nè. Không có nào nghe đâu má. Xuống này quay lại nào, mình tới lại tương tác bên đây xíu anh.